Thì đây là con virus cúm. À, con virus cúm AB mới gây bệnh thôi, chứ không phải là AC đâu. C là không gây bệnh nha. Yeah. Và nó có nhiều kháng nguyên, trong đó có H và H, H A và NA rất là quan trọng. Nha. Đó. Thì khi mình nhìn cái hình này đó thì mình mới hình dung được là con virus cúm này nó có thể tấn công như rất là nhiều động vật khác nhau. Những cái động vật mà nó liên quan tới người, nó gần người hơn á, thì có heo, ngựa và có loài chim nha. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là con người chỉ có thể nhiễm H2, H1, H2, H3 thôi và N1, N2 thôi nha. Và đặc biệt con heo nó rất là gần với con người, nó cũng nhiễm H1, H3 và N1, N2 thôi. Tuy nhiên cái dòng của nó sẽ khác mình, bởi vì nếu nó nhảy vô người mình nhiều, thật là nhiều virus thì nó lây bệnh cho mình, nhưng nó không thể nhân đôi để nó phát tán ra. Nguyên tắc của nó là vậy. Còn con vịt á, là con chim trên trời, nó tất cả các hát đều có hết. Đó. Con ngựa thì nó cũng rải rác thôi. Đó. Chính cái tính đặc thù này nè. Nếu không may mà mình bị nhiễm một cái con H7N9 hay H5N1 từ động vật, chắc từ cái loại súc vật mà ra chứ không phải từ người, thì nó sẽ rất là nặng. Đó. Bởi vì mình không có miễn dịch. Nhưng mà nó rất khó chuyển đổi để nó lây từ người qua người. Đây là cái hình chúng ta thấy. Hả? Con chim bay trên trời cũng dính ha, con cá lặn dưới nước cũng bị, con bò sát cũng bị luôn, và để đương nhiên con người cũng bị ha, con mèo gì trong rừng bị hết đó. Thì đặc tính con cúm nó là như vậy. Cho nên lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta sẽ nghe là chúng ta có thể bị H5N1 và H7N9, thường thường là nó xuất hiện ở những cái trại chăn nuôi, chứ không phải là chăn nuôi gà vịt, chứ không phải nó xuất hiện ở ngoài. Cho nên đối với cúm gia cầm thì không lo lắm nha. Đây là cái hình chúng ta thấy là cái chu kỳ nó giao với nhau. Tới một lúc nào đó nó tái tổ hợp thành một cái con virus mới. Ví dụ như năm 2009 nó xuất hiện một cái dòng virus hoàn toàn mới, mà gần như cả trên virus cúm á, mà gần như cả trên thế giới chưa có ai có miễn dịch với virus đó hết. Thì lúc đó người ta đặt là gì? Cúm đại dịch, gọi là pandemic ha? Influenza. Thì đó, năm 2009, đặc thù của năm 2009 là cái này. Khi nó tái tổ hợp, nó phù hợp với người, nó sẽ lây lan từ người sang người. Đó ha? Cơ chế sinh học là như vậy, nó kết nối mấy cái này với nhau, nó sinh ra, nó tách ra, nó sinh ra, đó. Thì cúm nó nét rất là đặc biệt, nó ủ bệnh rất là nhanh. Này, cái ví dụ như là sáng, tối đi, tối 7 giờ tối đi chơi với bồ, ha, bồ bị cúm, về tới nhà khoảng 12 giờ là nó sụt xịt rồi, sụt xịt rồi bắt đầu lây cho người khác, nó rất là nhanh, đó. Đây là những cái đại dịch cúm cho chúng ta thấy. Thì trung bình người ta thấy á, là khoảng từ 10 tới 20 năm nó sẽ quay lại một cái đợt dịch cúm mới. Thì của mình từ năm cái lần cúm đại dịch lần trước là năm 2000 và mới nhất là năm 2009. Thì người ta tính không biết năm nay, không biết nó có tới chưa. Thì cái đó phải hỏi nó chứ không phải hỏi mình. Thì đây là những cái đợt cúm gia cầm nó xuất hiện rải rác rất là lâu rồi. Tuy nhiên cho tới năm 2004 á, năm 2005 á, thì cái con H5N1, H3N5, H1N1 nó quay lại, nó gần như là toàn thế giới bị hết, trong đó Đông Nam Á bị rất là nhiều, đặc biệt là những cái nước đậu hồi, tại vì họ ăn thịt heo, không thể diệt gà được. Đó. Đây là cái đường đi của cúm gia cầm, nha. Và đây là cái hình thức hình thành của cái con cúm năm 2009. Thì chúng ta thấy là nó hình thành rất là lâu rồi, từ năm 90 lận, năm 1990 lận, sau đó tới năm 2000 là nó mới sơ sơ thôi. À, nó sắp sửa lây sang người, và tới năm 2009 á, nó hình thành đúng được cái con virus có thể lây từ người sang người, virus cúm á. Cho nên lâu dần nếu mà mình sống, mình chơi với gà với heo riết là thế nào mình lâu lâu cũng bị chặn thôi nha. Nhưng mà không bao giờ tránh được. Cho nên ở nước ngoài họ nuôi nông trại là nhiều, còn ở những nước Đông Nam Á thì người ta nuôi theo kiểu mà nhỏ lẻ đó thì nó lây. Đây là cái con H7N9 nha. Đây là những cái ca ở Trung Quốc, sau đó người ta đóng cái cửa chạy gà lại, xóa cái chợ gà là nó hết rồi. Bộ Y tế cũng ra rồi, công thức điều trị gì nó loanh quanh cũng giống nhau thôi nha. Rồi chẩn đoán cúm rất là dễ nha, sốt, ho, đau họng. Tuy nhiên nếu mình muốn chẩn đoán cúm gà, nó phải ở trong vùng dịch tễ, nó có tiếp xúc với gà nha. Cho nên mình thấy một ca nào viêm phổi nặng không thể nào nói cúm gà được.
mà mình phải biết là nó có tiền căn tiếp xúc hay không, ha? Sống ở trong vùng dịch tễ hay là có đi vào cái vùng dịch tễ đó trong vòng 14 ngày, 2 tuần nha. Đó. Và bệnh nhân nào mà nó có diễn tiến rất là nhanh về ARDS đó, thì mình phải hỏi cái chuyện đó. Ngay cả bản thân của cúm người thì nó cũng có cái đó, nhưng nếu mà nó ARDS một cách nhanh á, nặng nhanh á, thì mình nên hỏi dịch tễ ha. Nếu không có dịch tễ thì cũng không có gì để mà quyết định cả. Thì chẩn đoán thì thường thường người ta sẽ làm cái PCR nha, PCR. Chẩn đoán phân biệt của cúm thì cũng không thể nào chẩn đoán phân biệt với bệnh khác được, không thể nhìn lâm sàng được nha, chắc chắn phải làm PCR. Trong đó mình có đừng có bỏ quên là những cái bệnh viêm phổi nặng, rồi mình lại bỏ quên nha. Đây là cái liều thuốc, đây là những liều thuốc mới, nhưng mà hiện nay cái thuốc này không có chuộng. Thì sắp tới đây người ta sẽ có rất là nhiều cái nghiên cứu những cái loại thuốc cúm mới để thay thế Tamiflu, bởi vì là Tamiflu sau này dần dần nó cũng sẽ kháng thôi nha. Đây là cái loại thuốc nha. Còn siêu hấp thì mình không cần nghiên cứu chi cho nhiều nha, nó phải có những cái phương pháp thở rất là cao cấp, thậm chí là lọc máu. Còn điều trị đó thì thông thường á người ta cũng hạ sốt thôi nha. Và đặc biệt là phải bù nước, thứ hai là phải nghỉ ngơi nha. Còn Tamiflu rất là hạn chế dùng, ở miền Bắc dùng rất nhiều nhưng mà ở miền Nam gần như là không có dùng Tamiflu ha. Tại vì đa số cúm nó sẽ tự hết. Tiêu chuẩn xuất viện thì nó có hẳn một cái hướng dẫn, thường thường hết sốt từ 3 tới 5 ngày nha. Hoặc là bệnh nhân ổn định, nhiệt độ nó giảm dần và hẹn tái khám. Cái này thì mình không cần nghiên cứu lắm. Phòng lây nhiễm đối với cúm gà đó thì mình mới cần cách ly tuyệt đối. Còn hiện nay cúm mùa không được xếp vào cách ly tuyệt đối nha. Ngay cả H1N1 2009 được xếp vào cúm mùa rồi, thành ra không cần phải cách ly tuyệt đối. Chỉ có cúm gà đó, cúm gia cầm á, thì mình cách ly tuyệt đối thôi nha. Và lẽ đương nhiên là phải xử lý buồng bệnh. Thì mấy cái này thì một chút chúng ta sẽ nghe đó. Còn tiếp nhận thì chắc chắn là chúng ta phải có một cái quy trình nha. Quy trình đó thì ở bệnh viện mình học rất nhiều rồi nha. Nguyên tắc là gì? Tại cấp cứu thì phải chuyển thẳng lên khoa nhiễm bằng một xe cấp cứu. Nếu bệnh nhân nhẹ ở phòng khám thì phải dẫn lên mang khẩu trang để khoa nhiễm xác định lại yếu tố dịch tễ, chứ không phải mình chuyển lung tung. Và nguyên tắc là chuyển xe thì phải sát trùng thang máy nha. Rồi chuyển bộ cũng phải sát trùng thang máy. Vậy là như vậy. Đặc biệt là nếu mình xác định lại nó đúng là cúm gia cầm nha. Cái này thì thôi, mấy cái này mình sẽ học sau nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái con corona này nha. Nó sẽ mang corona này. Corona là gì? Là thuộc họ corona vide nha. Và đặc biệt con virus này á, nó tên là corona là bởi vì trong cái hình sinh hiển vi của nó đó, nó giống như là một cái vương niệm á, nó có những cái khoanh những vương niệm. Thành ra nó phát hiện ra thì được ta là corona nha. Nó phát hiện vào năm 1965 ở một em bé người Mỹ, sau khi nó bị viêm phổi á, thì người ta phân tích ra đặt tên là corona virus. Thì corona virus nó có hai loại, có nghĩa là human corona, có nghĩa là nó chỉ lây bệnh ở người thôi ha. Và đặc biệt virus corona này nó có một đặc tính á, là nó lây bệnh một là động vật có vú, thứ hai là con chim, hai loài đó thôi, còn những loại khác thì chưa có nha. Cho nên khi Trung Quốc nói là bệnh này nó có hiện tượng cluster, có nghĩa là rất là nhiều người bệnh giống nhau xảy ra ở cái chợ hải sản, thì người ta đặt một câu hỏi là nếu nói corona thì coi chừng không phải, hoặc là trong cái chợ hải sản nó có nuôi cái gì nữa mình không biết nha. Thì thành ra nó chỉ đặc tính có hai thôi. Thì nó bệnh cảnh rất là đa dạng, nó từ rất là nhẹ. Và một trong những bệnh nhẹ của nó là cảm cúm thông thường mà chúng ta tưởng là cúm, nó là cảm lạnh thôi nha. Đó. Và nó có thể nặng hơn, nó có thể gây viêm phổi, viêm ruột, viêm não. Đặc biệt của hai con này, mỗi con nó có thể định cảnh khác nhau. Ví dụ như là MERS-CoV thì nó có khuynh hướng suy thận nha. Trong khi SARS là nó quánh hô hấp hồi chết luôn nha. Thì theo diễn tiến á, thì mới nhất đó là một con COVID mới nha. COVID mới. Mới là sao? Có nghĩa là mình chạy ra mình biết là COVID, nhưng mà nó không trên cái bản đồ nào hết. Có nghĩa là rất là mới nha. Ở bên Thái Lan người ta đặt tên là gì? Novo ha. Giống như xe Novo đó. Nghĩa là mới
coronavirus, có nghĩa là COVID là coronavirus 2009, 2019 chứ. Đó, thì nó cũng có khuynh hướng muốn đặt như là cúm vậy đó, nhưng mà corona người ta mới đặt tên vậy nha. Thì hai cái con virus mà mình xác định được đó là SARS vào năm 2002 và MERS-CoV năm 2012. Thì hai con này đều là thuộc cái dòng coronavirus hết và chắc chắn là nó lây từ động vật qua người. Rồi sau đó nó biến thể một chút để nó lây từ người sang người. Đó. Cho nên cái con COVID mới này nè, cho tới hiện nay thì chúng tôi nói là có khả năng lây từ người sang người và có khả năng lan rộng chứ không phải là chắc chắn. Bây giờ là sao? Con SARS này đó, chúng ta biết rồi, nó lây là từ một cái loại trồn, từ con trồn á. Đó. Và con SARS hiện nay được xác định là bị tuyệt chủng rồi, bởi vì nó không thể lây từ người sang người được nữa và nó biến mất luôn, biến mất luôn. Tại vì nó cắt đứt đi cái nguồn từ trồn thì nó không có phát sinh được nữa. Và cái con MERS-CoV này thì nó vẫn còn lây, bởi vì trồn không chơi với nó thì không sao, đúng không? Mà MERS-CoV này nó lây từ ai? Nó lây từ đâu? Nó lây từ con lạc đà, nó lây từ con lạc đà. Mà Trung Đông thì nó tiếp tục xài lạc đà. Đó, cho tới hiện nay, cho tới cuối năm 2019, nó vẫn còn người chết ở bên Trung Đông. Nhưng người ta không bàn tới cái chuyện là nó lây từ đâu, bởi vì cách phòng chống nó có rồi. Còn con MERS-CoV này thì sao? Đó, chúc mình sẽ bàn nha. Thì đây là cái hình chúng ta thấy nha, là cái hồi đó đó mà bị SARS đó thì nó bị rất là nhiều nha. Nhưng mà sau đó không có thấy được nữa, biến mất luôn. Sau cái năm 2003 đó thì biến mất luôn. Đó. Nha. Đây nè, cái hồi SARS nè, nó quánh tùm lum hết. Thì Việt Nam của mình cũng bị dính nha, cũng bị dính. Và sau khi nó lây từ người sang người mà người ta kết thúc cái đường lây đó thì nó không còn con SARS nữa, nó cắt luôn rồi nha. Đó, thì lúc đó nó đánh rải rác hết, gần như chỗ nào cũng vài ca lẻ tẻ. Ở Việt Nam mình thì nổi tiếng nhất là ở chỗ gì? Một ông bác sĩ người Ý đặt nội khí quản bị lây chết luôn nha, bị lây chết luôn. Đó. Còn MERS-CoV thì có tới với mình hay không? MERS-CoV nó không tới với mình nha. MERS-CoV nó chưa tới với mình. Nhưng có một nước rất gần mình mà MERS-CoV nó tới, đó là Hàn Quốc. Rồi sau đó phương pháp phòng chống của họ cũng kết thúc luôn. Cho nên hiện nay MERS-CoV nó chỉ xuất hiện ở Trung Đông mà thôi. Đây là cái hình ha, còn MERS-CoV gốc của nó từ con lạc đà, nó thay nhiều lắm. Thì hiện nay cái vùng Ả Rập á, Ả Rập Ai Cập đó nó vẫn còn. Bởi vì lạc đà đối với người ta là nó lây từ cái dịch tiết của con lạc đà, khi người ta tiếp xúc rất là gần thì nó lây. Sau đó nó chuyển qua, nó lây qua người thì nó lại nhẹ đi nha. Và đặc biệt con corona này á, nó rất là dễ chết. Nếu mình mở cửa thoáng ra, và mình đừng có ở trong phòng lạnh quá là chết rồi à. Khi mà thoáng, thông thoáng và nhiệt độ cao thì gần như là cái khả năng lây lan của nó giảm xuống tới 90%. Cho nên cái đợt SARS, nó cũng là COVID nha. Thì Việt Nam quyết định mở toàn cửa ra hết bà lô nha. Bên Hàn Quốc bị mệt COVID, nó lây một cái phòng khám thôi, nó lây vòng vòng cái phòng khám, nó vô bệnh viện, lây vòng vòng bệnh viện, thì cuối cùng mở cửa ra nó cũng hết luôn nha. Lại đương nhiên là phải rửa tay. Thì đây là cái hình chúng ta thấy là Hàn Quốc ha, nó là tăng rất là nhanh, thì cuối cùng nghiên cứu lại thì nó chỉ lây trong đúng một cái khuôn viên của cái phòng khám đó và cái bệnh viện đó thôi nha. Chứ còn ra ngoài đường thì không thấy ai bị lây ngoài đường hết. Thành ra cái không gian kín nó rất là thuận lợi cho cái con MERS-CoV nha. Thì cái đường lây hồi nãy mình nói rồi nha. Trực tiếp hay là gián tiếp, ví dụ như là mình chơi với con lạc đà rồi nó văng vô tay mình, bỏ vô miệng nha. Hoặc là hung lạc đà đó. Còn trong bệnh viện thì chủ yếu là lây chéo nha, tỷ lệ tử vong chỉ xảy ra những người mà có cái bệnh nền thôi nha. Cán bộ y tế thì thường thường là nhẹ nha. Cán bộ y tế chỉ có người già, người trẻ em nhỏ thôi. Và trong cái hộ gia đình thì gần như
không có lây với nhau, tỷ lệ rất là thấp cái con bệnh COVID đó. Cho nên nó đi tới vô, nó vô tới cái không gian bệnh viện đó. Và chính hai cái con này người ta mới đặt ra cái con COVID mới này là như thế nào. Hiện nay là chưa có đặt tên đó. Người ta đang đặt tên nó là COVID Vũ Hán, nhưng mà không biết sao, tại vì hội chứng nó giống nhau. Hồi xưa là hội chứng siêu hấp cấp ha, rồi hội chứng hô hấp như Trung Đông, không lẽ giờ này là không lẽ giờ nó đặt là tên COVID ha, tên COVID là Trung Quốc COVID ha, sợ COVID ha, cờ ha, China ha, không biết nha. Đó, và rõ ràng nó như vậy nha. Thì lây truyền từ người sang người á thì chủ yếu là Trung Đông nha, và đặc biệt nó hay đánh vào thận, thậm chí là nó đánh vô cái một cái chỗ chạy thận luôn á. Đó. Trong hộ gia đình thì rất ít nha, rất ít. Người ta làm người ta thấy là chỉ có 4% cái người mà sống chung với nhau mà nó trong gia đình nó có bị phơi nhiễm thôi nha. Và không có lây bệnh ở ngoài cộng đồng tới cái mức một chùm ca bệnh của một COVID. Đó, ha, một COVID. Đây là những cái tài liệu nghiên cứu của một COVID khá là nhiều. Tuy nhiên ở đây nó bây giờ nó đã đi vào dĩ vãng rồi ha. Dĩ vãng rồi. Đó. Đây nè, chúng ta thấy nè, ha. Nếu mà nó ở khoảng 20 tới 40 độ, 20 độ C với 40 độ ẩm á thì nó mới lây dữ, ha. Còn nếu mình nâng lên là nó tiêu hết. Thì hiện nay cho tới tháng 11 năm 2019 thì tổ chức thế giới tổng kết là có 2.494 ca MERS-CoV mà làm xét nghiệm. Đó, vẫn còn, và yếu tố nguy cơ là người trên 50 tuổi. À, đó. Cho nên mình thấy MERS-CoV nó vẫn còn, nhưng mà tại sao báo không có đăng? À, tại nó chỉ vòng vòng cái chỗ con lạc đà đó thôi, đi ra ngoài không được. À. Và MERS-CoV hiện nay và cái con coronavirus hiện nay thì chưa có thuốc đặc hiệu. À. Năm vào SARS á, vào cái đợt SARS á thì người ta cũng điều trị ravipirin, ha. Thậm chí tại vì nó là ARN virus, thậm chí là người ta dùng cái thuốc HIV ta chữa luôn, chữa SARS luôn. Rồi xài gamma globulin, xài đủ thứ trên đời hết. Nhưng không có đủ bằng chứng để mà thuyết phục là nó có tác dụng hay không, ha. Cho nên kháng virus là coi như là đứng nó chờ. Thì đây nè, chúng ta thấy ha. Đó, từ năm 2012 là nhiều người lắm, và trong đó có gần 900 người chết đó. Đó. 27 quốc gia bị, 12 quốc gia vẫn còn báo cáo lây ra ở vùng Trung Đông. Cho nên đối với một cái vi thì nó cũng giống coronavirus thôi, nhưng mà người ta cũng lãng quên nó thôi. Đặc biệt là những cái nước mà không phải ở xứ Trung Đông. Đây là cái hình cho chúng ta thấy nó vẫn còn xét nghiệm lây ra nha. Cho tới năm 2019 nó vẫn còn xét nghiệm dương tính. Nhưng mà đặc biệt là những cái vùng Coes rồi Oman rồi đại khái là Trung Đông thôi. Ả Rập Saudi là nhiều nhất. Ha, người ta vẫn báo cáo hoài. Và cũng có ca cha chết, nhưng mà thường thường những người đó là những cái người mà rất là kém. Sức đề kháng kém và già rồi, lớn tuổi rồi. Ha, triệu chứng nó không có khác gì hết so với những cái bệnh virus thông thường. Không thể nào phân biệt được. Chỉ có hỏi dịch tễ mới có thể quyết định được là người ta có liên quan tới corona mà lây từ động vật hay không nha. Và đặc biệt thì MERS-CoV nó liên quan tới thận. Yếu tố nguy cơ cũng giống như là cúm thôi, nó cũng miễn dịch giảm ở người lớn tuổi nha. Thường thường nó lại đặc biệt có suy thận cấp khi MERS-CoV. Cái này là bài hướng dẫn ha, nghi ngờ tiếp xúc gì đó. Đó. Chẩn đoán xác định vẫn là real time Lisa. Ha, chẩn đoán phân biệt với những cái viêm phổi khác. Không có điều trị đặc hiệu, nghi ngờ thì phải khám tại bệnh viện nha. Thì hiện nay thì mình quên lãng cái vụ mà cái con mà COVID rồi, thành ra không có cách đi con khỉ gì hết. Rồi, bây giờ corona mới. Ha. Corona mới. Cho tới hiện nay người ta xác định rằng đó là một dòng mới corona mà gây bệnh ở người, chứ không phải là virus hoàn toàn mới. Có nghĩa là hồi xưa giờ H corona hay là H covid đó, human đó, thì chưa thấy con này, chưa thấy con này. Người ta làm ra là không biết con gì, bây giờ người ta mới biết chắc là con corona mới nha. Được xác định là viêm phổi ở vùng Vũ Hán của Trung Quốc. Đó. Và cho tới hiện nay
thì vùng chính vẫn là cái chợ hải sản đó, tất cả mọi người đều tham gia ở cái chợ hải sản đó nha. Thì cái corona mới này thì người ta phân tích, người ta thấy là nó có thể lây từ bệnh rất là nhẹ tới rất là nặng nha. Theo nghiên cứu thì nó 80% nó giống con sars, nhưng mà virus sống giống nhau 80% là chả có giá trị gì, còn thậm chí 99% cũng không phải nữa. Nhưng 80% giống sars thì nó cũng không có gì là lạ đó. Cái đó là thông tin mà lúc tôi soạn bài nha. Còn thông tin mới nhất là sao? Thứ nhất, cho tới hiện nay chưa có một người nào mà không phải là dân Vũ Hán bị cái con này nha, xác định nha, số 1 nha. Chưa cho tới hiện nay chưa có một người nào không phải là dân Vũ Hán xác định là bệnh này, có nghĩa là người Trung Quốc nhưng mà ta không ở Vũ Hán thì người ta cũng chưa có bệnh này. Câu số 2 là gì? Người đầu tiên mắc bệnh này ngoài đất Trung Quốc là Thái Lan. Thái Lan. Nhưng cái người đó cũng là người Vũ Hán. Và người đó được cách ly ngay từ khi tới sân bay của Thái Lan. Bởi vì khi cái bà đó là 61 tuổi, bà vô sân bay bị soi lên, thấy sốt, mang bị cách ly này, mang bị cách ly thì thấy bả là có triệu chứng hô hấp, làm xét nghiệm ra thì đúng là nó là cái con này, à, nghĩa là cái con COVID mới mà từ Vũ Hán mà ra, à, thì cái con này như vậy á thì chứng tỏ là gì? Chưa biết cái bà này có lây cho ai chưa? Tại vì bảo vừa mới tới sân bay bóc vô rồi, mà phương pháp phòng ngừa của ta rất là tốt, rồi cũng không biết được là có cái bà nào đó từ Vũ Hán mới đi lang thang đâu đó mà bà lọt qua khỏi cái mạng lưới mà cách nhiệt á, à, cũng chưa biết được. Nhưng mà sau đó thì cũng chưa thấy gì hết. À, có một thông tin là một em bé ở Singapore mà nó đi từ bên Vũ Hán về thì cuối cùng nó là RSV chứ không phải là COVID mới. À, COVID mới để cho mình thấy là sao nó vẫn loanh quanh ở đó. Cái điều thứ hai là gì? Một điều người ta lo hơn là gì? Cái bà mà của Thái Lan đó, bà nói là gì? Tôi không có tới cái chợ hải sản đó, nhưng tôi có tới cái chỗ, một cái chợ mà buôn bán ba cái động vật á, nhưng mà không phải cái chợ hải sản đó. Thì chứng tỏ là gì? Có khả năng cái chợ khác nó cũng bị ở cái vùng Vũ Hán. À, và cho tới hiện nay người ta cũng chưa xác định được là cái con COVID này nó lây từ cái động vật gì. À, có người nói từ dơi, nhưng mà cái đó là chuyện bình thường, tại dơi bình thường nó cũng có cái con corona. À, cho nên tới đây thì đã ngừng lại ở cái chỗ là tiếp tục theo dõi. Còn ở Việt Nam mình thì sao? Ở Việt Nam mình hiện nay cho tới ngày hôm nay nè, là có 2 bệnh nhân từ Vũ Hán tới Đà Nẵng được cách ly, à, gửi mẫu cho Pasteur. Tuy nhiên hiện nay theo tôi biết thì cái primer để chẩn đoán con này mình phải đi sinh, tại vì mình chạy ra mình biết corona thôi chứ mình đâu có biết được là nó corona mới hay không, hả? Cho nên tất cả còn lại chờ. Thì việc chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Thứ nhất, tuy là tình hình thì rất tình hình, nhưng mà cũng phải bình tĩnh, hồi hộp chờ đợi. Bình tĩnh là sao? Tại vì chưa thấy gì hết. Hồi hộp là sao? Không biết Tết này có ăn Tết được không? Biết được Tết tự nhiên kêu vô làm cách ly tù luôn là sao? Nha, bình tĩnh hồi hộp chờ đợi. Cái thứ hai là gì? Tổ chức Thế giới khuyên gì? Số 1, không có hạn chế du lịch ngay cả Vũ Hán, nhưng nếu đến đó thì đừng có đến những cái chợ mà có nó buôn bán gia súc động vật lùm la, hay là vô những cái khu vực nào mà chơi với lại mấy con gia súc đó thì người ta nói là không nên nha. Thứ hai là gì? Nếu mà có đi từ đó về mà có biểu hiện hô hấp sốt thì nên đi khám ngay để cho gì? Để cho bác sĩ người ta làm xét nghiệm nha. Nếu còn mình giấu nó lây lan tùm lum. Thứ ba là rửa tay và rửa tay nha. Khẩu trang và khẩu trang, thế thôi nhá, tự mình phòng ngừa mình. Còn đối với những cái nước chung á thì ngay cả cửa khẩu thì y tế người ta cần phải làm một cái cuộc chặn lại. Cho tới hiện nay thì chỉ có vùng Vũ Hán thôi chứ người ta chưa có làm ở những cái vùng khác nha. Thì đó là những cái để chia sẻ người ta biết là
bình tĩnh hoặc chờ đợi. Nhưng theo cảm nghĩ của tôi đó, thì nó cũng sẽ ngừng lại thôi, bởi vì rất nó khó, tại ngay cả SARS nó cũng lây vòng vòng cho bệnh viện thôi nha. Cho nên Tổ chức Thế giới nói này nè, cho tới hiện nay thì con virus mới Vũ Hán này có khả năng lây từ người sang người và có khả năng lan rộng, đặc biệt nó có thể lây trong môi trường y tế, bởi vì người ta vô mà mình không biết phòng chống ha. Cho nên mở cửa ra, đừng mở máy lạnh, nắng chiếu vô nó cũng chết ngắt hết à. Rồi, hết rồi đó.